Chúng ta của 8 năm sau, Lâm vay tiền chuộc lại căn nhà cho Dương. Ngay khi gặp lại ông Quảng, nhìn người bố của mình tiều tụy trong căn nhà rách nát, Dương đã không nỡ lòng nào. Cô quyết định sẽ bằng mọi cách chuộc lại căn nhà năm xưa của bố mẹ để đón ông Quảng về theo di nguyện của mẹ trước lúc ra đi. Nhưng giờ đây, căn nhà đã lên đến 3 tỏi. Cùng lắm bán căn nhà đang ở, Dương hiện tại cũng chỉ tầm 2 tỏi, còn thiếu 1 tỏi mà vay ngân hàng lãi suất 10 thì 1 năm cũng muốn mất 100 củ, vượt ngoài tầm của Dương. Khi hỏi Nguyệt nhưng số tiền quá lớn, Nguyệt cũng không thể giúp nổi. Việc đã đến tai Lâm, anh đã âm thầm vay tiền ra tay giúp Dương chuộc lại căn nhà. Mặc dù ông Quảng đã buông những lời vô tình, bố với con, ai sống cuộc đời người đấy, nước sông không phạm nước giếng nữa. Tuy có hơi bất ngờ và nhói đau trước câu nói phũ phàng của bố, nhưng Dương hiểu bố Quảng làm vậy là vì không muốn mình phải bận lòng, không muốn mình phải liên lụy. Nhìn ông Quảng phải sống một mình cô đơn lủi thủi trong căn nhà rách nát kia, rồi lại nhớ tới lời mong ước của mẹ trước khi ra đi, con hãy đón ông ấy về chăm sóc. Dương quyết định sẽ chuộc lại căn nhà của bố mẹ để đưa ông Quảng về. Nhưng giờ đây lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Bình thường đi làm, Dương ốc còn chưa lo nổi phần ốc, cuộc sống với 3 đồng lương bèo bọt làm sao có thể tích góp được. Và suốt bao năm qua, ngoài Nguyệt ra thì cô chẳng còn có một mối quan hệ nào thân thiết cả. Dương chỉ đành phải muối mặt sang tìm Nguyệt. Nhưng một vài triệu thì Nguyệt lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng đến tiền tỏi thì Nguyệt chịu. Cô đã cố gắng hỏi Tùng nhưng anh cũng lắc đầu, rồi còn khiến cho vợ chồng thêm lục đục. Để rồi khi Lâm nghe được câu chuyện từ Tùng đã khiến anh rất đắn đo. Bao nhiêu năm qua anh đã luôn đau đáu về quyết định năm ấy. Về gặp lại thì Lâm lại càng sốc và yêu thương Dương nhiều hơn vì những bất hạnh mà cô phải gánh. Lâm quyết định bằng mọi giá phải giúp Dương lần này. Giờ đây tuy có một chút địa vị tiền đồ, nhưng số tiền dư dả cũng không có nhiều. Lâm đã gặp xếp Giang để xin ứng trước một số tiền lớn và hứa sẽ trả dần trong vòng 10 năm gắn bó với Giang Khánh. Giờ đây nếu trực tiếp đưa tiền, chắc chắn Dương sẽ không đời nào nhận. Lâm lại dùng chính bài của ông Quảng năm xưa đã từng ra kèo với mình. Anh đã cho người mua lại căn nhà của Dương đang ở với giá cao, vừa đủ số tiền cho Dương chuộc lại căn nhà của bố mẹ. Dương vui mừng khi di nguyện của mẹ đã thành hiện thực, cô có thể đón ông Quảng trở về nhà để đoàn tụ phụng dưỡng. Nhưng cô đâu có hay, người đã âm thầm giúp cô thực hiện điều đó lại chính là Lâm.